我站在山坡上，悠哉向下望，我是最大的太阳，只管把你照亮。Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video clip về Lim. Nay mình sẽ tiếp tục quay về Lim, thì hiện đang là buổi sáng, đây là khu mà nuôi Lim nha mọi người. Đó, Lim đây.Đây là ngày thứ nhất sau khi đi phối về. Nuôi liêm thì đơn giản thôi. Thì mọi người nào mà có theo dõi mùa trước thì đều biết. Đó, thì mà hôm nay thì bình thường thì liêm sẽ ra ngoài đi chơi, đi vệ sinh. Bình thường thì sau khi phối, thông thường là theo kinh nghiệm của mình thì nên nhốt chó đã phối vào một cái chuồng cố định để hạn chế nó đi lại, tránh để nó bị, nói chung là thời gian đầu chưa có đậu thì nên hạn chế như vậy, nhưng mà sau này rồi thì nên thả. Nhưng mà do đây là mới là phối lần một nên là mình vẫn thả Lim vào buổi sáng, nó ra ngoài nó đi lại vận động. Cơ bản thì chuồng của Lim thì mình đã thiết kế nó không gian nó rất thoải mái rồi, đủ để chơi bời đi lại, nên là vấn đề thả hay không thả ra ngoài cho nó vận động thì cũng không sao hết. Đây mình sẽ review sơ về khu nuôi chuồng. Nếu bạn nào mà có theo dõi series clip năm ngoái của Lim thì đều biết đây là khu nuôi của Lim đó, trong nhà. Đây là sau nhà mình, đơn giản vậy thôi, nó giống như một cái kho. Còn thực tế thì rất là tiện nghi, nuôi chó rất là hợp. Khu chuồng của Lim thì view nhìn ra sân vườn năm nay thì nhìn rất là mát mát rồi thưa mọi người. Cây cối năm nay phát triển mạnh, với hiện tại năm nay phối thì vào cái tầm tháng hè, tháng mưa đỉnh điểm ở miền Nam, nên là cây cối nhiều có mưa gió nên là rất là phát triển, nhìn là nó đã mát, rất là sạch sẽ, rất là mát. Nói là như vậy. Hẹn các bạn ở video clip tiếp theo về Lim nhé. Bye bye.